Anh nó mua mua bán mà đâu có anh đâu mà anh mua đó nhà không có chơi đó như gà đó anh nhiều trẻ là cái phần bên mạng hay á. Cái câu chuyện đó cái đó nó xuất phát từ người ta họ bay ra bằng Hưng nhỉ?
triệu, dưới 1 triệu rưỡi, nó mua triệu ba. Vé đi á, tuần này nó về về nghỉ hè, nó về đông sao đó. Mắc quá vậy? Xưa về rẻ rồi, nghỉ hè mà. Ôi trời, không biết rồi, về, công việc nó về, chuẩn bị về đâu.